Con mong là sau trại hè này về thì con sẽ học hỏi được nhiều điều hơn ạ. Con mong muốn là bố mẹ về nhìn thấy những thành quả được học ở đây ạ. Đây là lần đầu tiên con được đi bẻ ngô và con cảm thấy rất là vui ạ. Con mong ước cho các bạn là mau chóng khỏe lại và có thể tiếp tục đi. Và cũng cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi mình. Con phải rất vui ạ. Biết quan tâm đến người khác ạ. Về nhà con phải nhường nhịn em hơn nữa. Con tự tin là con có thể làm hết tất cả các việc tự lập cho bản thân ạ.